Hấp dẫn chưa? Thôi cứ đi xem một đoạn xem thế nào. Không, cái xe này vừa nãy mà đi hai anh em mình không lên được. Không lên nổi. Số 1 của nó yếu lắm. Nhát tí. Đi đường này hay bên này? Ai cho đường này cũng chết luôn mà lại không để xe vượt kia mà lại lên. Ôi lốc mòn. Đi nó hay trượt phải. Chắc là phải ngọn nào nó phải cách cái đoạn này xa thì mới đi tới 4 tiếng chứ. Vâng. Chứ mày ngọn này chưa đó, ngọn kia có gì đâu. Đi đâu đây em? Đâu cổng. À, cổng à? Có người cấp. Không phải chạy đâu mà. Đi bộ đây còn chưa chạy được. Đi xe. Hoa trắng trắng này là hoa dâu à? Hoa của nó nó chuẩn bị có quả kia. Chụp ảnh nào? Nhiều lắm. Thơm quá nhỉ? Mình sợ yếu hay không đi cùng người ta được đây? Người ta yếu hơn. Nhỡ mình là yếu hơn thì sao? Trước cái leo núi nó còn mệt hơn. Giờ nó thành lối rồi nhỉ? Vì trước cái không có lán này. Phải văn nhiều. Nhiều các kiểu từ cái này đi. Mệt lắm. Chính mình các kiểu. Cứ bước xong nghỉ một nhịp, nửa nhịp thế này cũng được. Chứ bước hai chân liên tục lên thì mệt lắm. Đây có một cái nhiều của sao là đây này. Đỉnh. Không. Nhiều của sao. Nhiều của sao đây, đến đây. Đúng rồi. Cái đỉnh này là 2600m. Anh nhớ rồi, nó bảo là 2600m cái đỉnh này. Đúng, cái đỉnh 2600 và cái đỉnh bố là 2900. 900 bao nhiêu ấy? 984 hay cái gì ấy. Em quên. Trước em cũng leo một lần cái đỉnh bố rồi. Cái đỉnh bố là đi nó mệt lắm. Nó còn dốc hay cái mệt. Nghỉ gốc cây đi à? Ừ. Vác đồ hộ ấy là như nào? Đây thì bọn nó nhiều đồ quá không điệu được hết rồi. Ừ. Tức là nó booster thì cũng chỉ có vài người một đoàn đúng không? Mà đấy. Chúng nó nhiều đồ quá thì lại phải thuê thêm người ấy gì? Đấy, xong bọn em chỉ là giúp vác đến trên chỗ nghỉ xong lại quay về. Xong bọn em đưa hàng. Ừ, như bảo là đang trên đấy mà kiểu muốn mua rượu vẫn có người mang lên đúng không? Chà, không. Chà khiếp nhỉ. Khoe.
Mệt rồi. Hơn. Này em còn chạy lên cơ mà. Nó chạy chỉ một tí thôi. Mình đi này người ta còn chạy. Ông chạy được khoảng 10-15 mét rồi ông chạy là xa. Mệt chưa anh? Hả? Mệt chưa? Anh đi bước ngắn không dám đi bước dài. Mới đi nó căng cái cơ thì mới đi được khoảng 50 phút. Hơn 50 phút tí. Gì được phần tư rồi đấy. Phần tư của quãng đường đầu tiên rồi. Đâu đỉnh đâu? À, là đây hả? Đấy. Ai chà. Nhưng mà đi từ đây đi cũng xa. Đi vòng đi vòng lại. Động viên mấy anh em đằng sau cái bảo là mình đi sau người ta 3 tiếng nhưng mà mình đã đuổi kịp người ta rồi. Đấy, thông thả thôi. Lúc mà mùng 2 tháng 9 bọn nó đi giải nhất giải nhì từ dưới. Đẩy á? Từ dưới sân vai. Bắt đầu lên đỉnh thì sẽ đi một tiếng có 10 mấy phương à. Rảnh nhất là đi có một tiếng à. Một tiếng là từ dưới chỗ mình gửi xe lên đỉnh. Không, từ qua cái rừng kia đó cơ. Có phải đi qua cái rừng kia đó. À, là đi từ đâu? Từ cái chỗ sân bay mà vừa nãy. Mình đi có nhiều xe máy kia đây, nó đỗ đây. Ở thì chỗ mình gửi xe gì? Không, cái chỗ. À, mãi ngoài đường đấy á. Đây. Mãi ngoài đường nhựa đấy. Ôi rồi. Thế thì xa lắm. Đây cái biển rất treo đây là nguy hiểm đúng không? Nhưng mà sao to thế này mà. Cười quá. À, có liều loại à? Liều là mấy hôm kia mấy cái liều đấy. Liều gì? Liều đi giải. Ok, có chưa ngủ được. Lạnh quá nhỉ. Hôm nay, hai hôm nay. Mình từ chân lửa phát nướng à? Hay là có cái lò quay? Không có lò quay. Ai cái nướng ngồi đấy à? À. Máy thịt lợn là thế nào? Nướng luôn cho nhanh. Nướng hết luôn à? Ăn đỡ ngán. Ôi trời ơi. Hấp dẫn chưa? Quán nữa.
Ai chả nhìn nhìn giòn đấy nhỉ. Đây chị quan. Ướp gì hả em? Nhìn đã không? Đồng quá nhỉ. Yeah. Mưa chưa không có lều, không có chỗ ngủ, không có lều này là chỗ quá quá đấy. Nhưng mà em nóng có lều đá rồi bọn anh chung cái khe ấy em cũng ngủ không có mang hết về thế đi ngủ đâu. Em lại không biết nhưng hơi trễ nên nó nướng cũng trễ. Cô nó bảo là em không biết rồi hả, không có lều. Nó bảo còn còn một chỗ ở trên kia nữa mà một chỗ không có lều, không có trên ngủ. Kia là có cái nhà nhưng nhà nhỏ. Không sao, lên đến tận đây rồi. Có gì mình khắc phục đấy thôi mà. Không sao đâu mà. Cầm loa vào khác. Cái điện thoại nữa. À, khói cay mắt quá. May quá nhỉ. Nếu như mà mình đi trễ tí là toi rồi. Lên một khi ngủ. Đồng thế nhỉ? Đồng nhỉ? Đồng dã man. Này giờ phải 40 người rồi đấy nhỉ? Hết một trình. Có 8 đó. Một mông mình đã 10 người rồi. Anh em mình phải ngồi nhìn. Gà của mình là con duy nhất chưa nướng cái nồi gì. Con của mình là con sống. Vẫn còn một đoàn đang leo lên đây. Leo rồi này á? Mặc áo mưa. Xong phim em mặc áo mưa. Chưa lên đến đây đâu. Đây thấy đang ở dưới kia. May mà vừa kịp. Không biết nữa. Nhưng mà cái quả cảm giác đấy mà leo xong rồi gió nó quật, mưa nó quật. Đấy, nó đoàn đấy là quả đấy. Áo mưa, mặc áo mưa leo mà. Mày mình cũng may. Cô giáo. Rất là vui hôm nay được gặp mấy anh chị ở rồi nhá, lẩu này.